dưới con dao mổ là người thân của chính mình. Điền tiên sinh kinh doanh một công ty quảng cáo không lớn lắm, nhưng anh đối với mọi người ôn hòa, luôn vui vẻ, giúp đỡ người. Rất nhiều khách hàng đều trở thành bạn bè tốt của anh. Một năm gần đây, Điền tiên sinh nhờ sự chỉ dẫn của một sư huynh, nên anh bắt đầu học Phật. Anh dần dần bắt đầu ăn chay và phóng sanh, nhưng đối với việc luân hồi chuyển thế anh vẫn chưa tin lắm. Sư huynh à, những chuyện luân hồi chuyển thế mà huynh nói đó, đây vẫn chưa tin lắm. Trên thế gian này thật sự có luân hồi chuyển thế hay sao? Đương nhiên là thật rồi. Miệng nhai thịt cha, tay cầm đá đánh mẹ, ôm ấp kẻ oán thù để giết mình vào lòng, vợ thì gặm xương chồng. Mấy câu nói này đệ đã nghe qua chưa? Dạ đệ có nghe rồi. Mấy câu này chính là nói về nhân quả luân hồi. Khi chúng ta sát sanh ăn thịt, những động vật bị chúng ta ăn thịt rất có thể chúng đã từng là người thân của chúng ta đó. Hả? Một ngày nọ, có một khách hàng đến tìm Điền tiên sinh. Ông biết mẹ của Điền tiên sinh đang ở dưới quê, thế là ông liền nhờ Điền tiên sinh giúp ông mua một vài con gà thả vườn để ăn. Ê dạ, chào ông chủ Dương. Ngọn gió nào đến đến đây vậy? Không có chuyện thì tôi sẽ không lên Điện Tam Bảo đâu. Ông chủ Điền à, có một chuyện tôi muốn nhờ anh giúp đỡ. Hey, đều là bạn bè cũ mà, còn khách ráo gì chứ. Có chuyện gì anh cứ việc nói, tôi nhất định sẽ giúp hết mình. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Cha của tôi muốn ăn thịt gà. Anh cũng biết đó, hiện nay gà trên thị trường đều được nuôi bằng thức ăn hóa học, không đảm bảo sức khỏe. Tôi nghe nói mẹ của anh ở dưới quê, cho nên muốn nhờ bác gái mua giúp giùm tôi và con gà vườn đó mà. Giúp ông ấy mua gà để ăn, đây chẳng phải là tội sát sanh sao? Nhưng mà ông chủ Dương luôn quan tâm chăm sóc đến công ty của mình, việc này vẫn phải làm giúp, nếu không sẽ mất đi vị khách hàng này. Anh chủ Dương à, anh yên tâm đi, việc nhỏ này giao cho tôi lo liệu là được rồi. Vậy thì làm phiền anh nhé. Sau khi học Phật, Điền tiên sinh đã từ bỏ việc sát sanh mà chuyển sang ăn chay. Anh biết rõ rằng việc này không nên giúp, nhưng vì ông chủ Vương là khách hàng lớn của công ty, thế là ý niệm tham lam khởi lên. Anh liền đáp ứng theo yêu cầu của ông ấy. Buổi tối hôm đó, Điền tiên sinh liền gọi điện thoại về cho mẹ, kể sự việc cho mẹ nghe, hỏi mẹ có thể mua được con gà thả vườn đông lạnh hay không. Như vậy, cả hai mẹ con có thể tránh được việc gián tiếp sát sanh, cũng coi như là đã xong việc khách hàng giao cho vậy. Sao con có thể mua gà đông lạnh cho người ta như vậy chứ, trong khi ông ấy lại là khách hàng lớn của con? Làm như vậy thật không có thành ý chút mẹ nào. Là con không muốn tạo ác nghiệp thôi mà. Việc này con không cần phải lo, lát nữa mẹ sẽ đến chỗ người nuôi gà mua vài con gà thả vườn về cho. Mẹ ơi, như vậy không được đâu, tội sát sanh nặng lắm đó. Chúng ta không thể tạo tội lớn từ cái nhân nhỏ này được. Mất đi khách hàng này vẫn còn tốt hơn là tạo nghiệp sát sanh đó. Được rồi, được rồi, việc này coi như mẹ làm xong rồi. Sát nghiệp này hãy để mẹ gánh, nếu có báo ứng gì thì cứ giáng xuống thân mẹ là được rồi. Mẹ à, con không cần nói nữa, mẹ cướp máy đây. Việc này con đừng lo nữa nhé. Bên ngoài phòng, bầu trời đột nhiên xuất hiện những đám mây đen lớn cuồn cuộn kéo đến. Bầu trời trong chớp mắt tối đen như mực. Cảnh tượng đó giống như ngày tàn của thế giới vậy. Rồi sau đó, bầu trời lại lóe sáng, sấm chớp vang dội, làm cửa sổ rung lắc tạo nên tiếng kêu răng rắc. Từ lúc những đám mây đen xuất hiện đột ngột cho đến sấm chớp, xảy ra chưa đến 10 giây đồng hồ. Sao lại như thế chứ? Chẳng lẽ đây là ông trời ngầm nói cho mình biết điều gì chăng? Không bao lâu sau, mẹ của anh liền gọi điện thoại đến nói rằng bà và người nuôi gà đã thỏa thuận xong rồi, ngày mai có thể đến lấy gà. Con trai à, gà thả vườn mẹ đã đặt xong rồi, ngày mai có thể đến lấy gà. Nghiệp lực của mình giờ đây như chiếc xe ngựa đang lao nhanh xuống vực thẳm vô tận rồi. Ngay từ đầu lẽ ra mình không nên hứa với ông chủ Dương. Tối hôm đó, Điền tiên sinh đã nằm mộng thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh mộng thấy bà ngoại của mình đã mất nhiều năm. Bà ngoại của anh lúc còn sống cũng rất thích ăn thịt gà thả vườn. Đây là nơi nào vậy? Sao mình lại đến nơi này? Mùi gì mà sao khó ngửi vậy? Rốt cuộc chỗ này là nơi nào? Ai đó? Ai vậy? Hả? Bà ngoại? Cháu chưa ăn cơm mà, mau qua đây, đến đây ăn cơm đi.
Điền tiên sinh đi đến bên cạnh bà ngoại, phát hiện trên bàn có vài cái tô và đĩa. Bên trong chỉ có một ít gạo tắm và vài cọng cải dập. Đó đều là thực phẩm của người ở dưới quê cho gà ăn thường ngày. Những thứ này chẳng phải là thứ mà người ở dưới quê mang cho gà ăn đây sao? Bà ngoại, sao có thể ăn những thức ăn này được chứ? Bà ngoại à, sao trong bà không được vui vậy? Bà sắp phải lên đường rồi. Lên đường à? Đột nhiên, Điền tiên sinh để ý còn có vài người đến đứng phía sau lưng bà ngoại nữa. Bởi vì quá tối, nên anh không thể nhìn rõ được hình dáng của họ. Điền tiên sinh liền đếm số người đứng sau lưng của bà ngoại. Tổng cộng có 5 người, anh cảm thấy rất là kỳ lạ. Anh định hỏi bà ngoại mấy người này là ai. Nhưng lúc đó chuông điện thoại reo lên làm anh tỉnh giấc. Lúc đó đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Là nằm mộng sao? Giấc mộng thật là kỳ lạ. Con trai, mẹ đã mua gà thả vườn về rồi. 6 con. Hả? 6 con? 6 con à? Sao lại như vậy chứ? Bà phải đi rồi. À, mẹ à, 6 con gà đó còn ở chỗ của mẹ sáng không? Sáng hôm nay ông chủ Vương lái xe qua, thuận tiện ông ấy đã mang đi luôn rồi. Sao vậy con? Lúc còn sống, bà ngoại thích nhất món thịt gà thả vườn. Có khả năng là bà đã luân hồi đầu thai thành một con gà. Vậy mà chính mình lại đem con gà là bà ngoại đã đầu thai mua về cho ông chủ Vương ăn. Sư huynh à, sự việc là như thế đó. Chẳng lẽ con gà thả vườn đó thật sự là bà ngoại của đệ đầu thai chuyển thế sao? Đúng đó, để nói bà ngoại của đệ lúc còn sống rất thích ăn thịt gà vườn. Điều này đã dẫn đến nhân quả báo ứng. Sau khi bà chết liền đầu thai thành một con gà vườn, để bà cảm nhận được sự đau khổ của con gà khi bị giết. Đây là sự trừng phạt đó. Nói như vậy cái chết của bà ngoại là do chính tay đệ gây ra sao? Ồ, đệ đã học Phật thời gian lâu như vậy rồi, đúng ra đệ không nên phạm vào tội nghiệp sát sanh chứ. Lỗi do đệ nhất thời tham lam rồi phạm vào nghiệp sát, mà người bị giết hại lại là bà ngoại của đệ. Trước đây đệ luôn không tin vào chuyện luân hồi chuyển thế, tâm lại còn tham lam, cho nên mới gặp báo ứng. Đây là báo ứng sao? Đúng vậy, không phải tất cả những báo ứng của con người đều là làm cho thân thể của người đó bị đau đớn. Rõ ràng đệ đã biết mà vẫn phạm vào giới sát, lại không chịu nổi sự cám dỗ dụ hoặc. Chính vì một niệm tham lam của đệ đã đem bà ngoại, là người đã từng yêu thương đệ nhất, đặt dưới con dao mổ. Điều này còn đau khổ hơn so với sự trừng phạt về thể xác rất nhiều. Đệ biết sai rồi, đệ biết mình đã phạm một sai lầm rất lớn. Mẹ của đệ cũng phạm vào nghiệp sát, đệ phải tìm cách để bù đắp lại. Sư huynh à, bây giờ đệ phải làm sao đây? Đệ nói ở trong mộng, bà ngoại có mời đệ ăn cơm, lại còn nói cho đệ biết bà phải lên đường. Đây chính là hy vọng để có thể giúp bà tích lũy tư lương đi đường đó. Hãy giúp bà làm nhiều công đức, tích lũy phước đức. Đây là việc gấp nên làm, và cũng là cách thể hiện sự hối lỗi chân thành nhất. Dạ, đệ hiểu rồi. Ngày hôm đó, Điền tiên sinh liền bắt đầu tiến hành làm. Anh thường đi phóng sanh và còn cứu giúp rất nhiều mèo hoang. Anh hy vọng những việc làm thiện này có thể bù đắp cho những tội nghiệp mà bản thân mình đã phạm phải. Có lẽ chúng chính là mấy con gà đã vì mình mà bị giết. Rất nhiều cao tăng đại đức đều khai thị về tầm quan trọng của việc ăn chay. Phải nên biết trong lục đạo luân hồi, tất cả chúng sanh đầu thai luân chuyển nhiều đời đều là cha mẹ, người thân của nhau. Thế nên thịt nấu trong nồi, thịt nhai trong miệng luôn luôn đều là những người thân quyến trong 6 đường của chính chúng ta. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Mi Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Nam mô A Di Đà Phật.